tất cả quý vị đứng cạnh MC Minh Hòa lúc này. Là một thí sinh với bộ trang phục quan họ rất là lộng lẫy. Và thí sinh đứng cạnh MC Minh Hòa là chị Nguyễn Thu Hương với số báo danh 015 đến từ Hà Nội. Chị Thu Hương thân mến, vậy buổi tối ngày hôm nay Minh Hòa cũng như tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Hát Cùng Đam Mê được chiêm ngưỡng bộ áo dài rất là rực rỡ của chị. Vậy chị lấy cảm hứng từ đâu để chị chọn bộ áo dài này, hay là một bài hát như nào đó để chị chuẩn bị gửi tới tất cả quý vị khán giả? Chị có thể chia sẻ cho tất cả quý vị khán giả được biết đúng không ạ? Vâng, và trong buổi tối ngày hôm nay thì Thu Hương rất là lấy niềm vui, vinh hạnh và cũng như rất là vinh dự được đứng tại cái sân khấu và cùng với bạn MC đẹp trai duyên dáng như này. Cảm ơn thì chị. Thực sự là một cái xúc động rất là tuyệt vời, chưa bao giờ có được. Là anh xã sắm để làm kỷ niệm cái bộ hát dân gian này, thì cũng chỉ thỉnh thoảng ở nhà hát vui cho ông xã nghe thôi, chứ cũng chưa được đứng trên cái sân khấu lớn như này. Và hôm nay đứng trên này thì rất là xúc động và rất là mong tất cả các vị khán giả sẽ cổ vũ và động viên cho một chút tinh thần được ổn định hơn nữa, và trong bài hát hôm nay được thành công hơn. Xin cảm ơn MC rất nhiều và cảm ơn khán giả. Và chị Thu Hương thân mến, buổi tối ngày hôm nay chắc là anh xã chị này, rồi thì các cháu và những người thân trong gia đình và bạn bè của chị đang theo dõi trên Facebook của chị đúng không ạ? Vậy buổi tối ngày hôm nay thì chị Hương sẽ hát một bài hát gì để gửi tặng tất cả người thân, bạn bè và quý vị khán giả đang theo dõi với chương trình Hát Cùng Đam Mê Karaoke Việt Nam Online 2020? Rất là cảm ơn MC, và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin gửi tới quý khán giả cũng như bạn bè, tất cả anh chị em, người thân trong gia đình qua một bài hát về dân gian, đó là qua ca khúc Đêm Sông Cầu. Vâng, và xin quý vị cùng đến với bài hát này và rất là mong được sự động viên và cổ vũ của tất cả quý vị. Xin mời tất cả quý vị, anh chị và các bạn hãy đăng ký với chương trình để trở thành thí sinh của chương trình Hát Cùng Đam Mê Karaoke Việt Nam Online 2020. Với cách thức đăng ký rất là đơn giản, quý vị và các bạn chỉ việc gửi tin nhắn tới trang fanpage Karaoke Việt Nam Online 2020 hoặc gọi điện trực tiếp theo số điện thoại đang chạy trên màn hình, để chúng tôi sẽ đưa các anh chị vào danh sách của những đêm thi. Và các anh chị quý vị, chúng ta nhớ là hãy thường xuyên cập nhật vào trang fanpage của chương trình để biết rõ được về thể lệ, nội dung và cũng như biết rõ rằng mình sẽ thi vào buổi nào, ngày nào, để quý vị chúng ta có thời gian tập luyện cho tốt hơn. Và thưa quý vị, xin mời quý vị ngay từ bây giờ hãy nhấc máy điện thoại của mình bình chọn cho các thí sinh của chương trình. Thí sinh Nguyễn Thu Hương đang đứng cạnh MC Minh Hòa đây, mang số báo danh 015. Và quý vị hãy soạn tin nhắn OK dấu cách 015 gửi tới tổng đài 8577. Và những tin nhắn tích cực từ phía quý vị sẽ giúp cho chị Hương sẽ có cơ hội được cộng thêm 15% số điểm so với thang điểm đánh giá của ban giám khảo là 100 điểm. Và thưa tất cả quý vị, trong mỗi tuần thi thì ban tổ chức chúng tôi sẽ chọn ra những thí sinh được bình chọn với lượng tin nhắn nhiều nhất. Chúng tôi sẽ thực hiện mini show để phát sóng liên tiếp, liên tục trên kênh VTC6. Hiện nay hai thí sinh của chúng tôi đang dẫn đầu với tỷ lệ tin nhắn bình chọn cao nhất. Thí sinh đầu tiên là thí sinh Vũ Quang Thiện mang số báo danh 013. Và thí sinh tiếp theo là thí sinh Lê Thị Hiền mang số báo danh 012. Vậy ngay từ bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy tiếp tục nhắn tin bình chọn cho các thí sinh của chúng tôi để giúp cho các anh chị thí sinh sẽ có cơ hội được vào những vòng trong tiếp theo. Và bây giờ có lẽ là không để quý vị khán giả phải chờ đợi lâu nữa đúng không chị? Vậy xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng đến với giọng hát của chị Nguyễn Thu Hương qua sáng tác Đêm Sông Cầu của nhạc sĩ Đoàn Bổng. Xin chúc chị Hương sẽ thể hiện rất thành công với bài hát này. Đêm y hôm qua
để ướt đầm vạt áo em tôi, gặp nhau lần nào cũng vội, chẳng đủ thời gian mà giận dỗi nữa. Xin được chúc mừng chị Nguyễn Thu Hương với phần thể hiện rất là tuyệt vời vừa rồi. Và thưa quý vị, ngay từ bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy nhắn tin bình chọn cho chị Nguyễn Thu Hương theo cú pháp OK dấu cách 015 gửi tới tổng đài 8577, và những tin nhắn tích cực từ phía quý vị sẽ giúp cho chị Nguyễn Thu Hương sẽ có cơ hội được vào vòng trong. Và thưa quý vị thân mến, ngay từ bây giờ cũng xin được mời tất cả quý vị chúng ta hãy nhanh tay đăng ký để trở thành thí sinh của cuộc thi Hát Cùng Đam Mê phiên bản karaoke Việt Nam Online 2020. Và chị Hương thân mến, nhân đây thì chị có muốn chia sẻ hay là kêu gọi tất cả bạn bè của chị và những người quen của chị hãy thể hiện niềm đam mê ca hát đến với sân chơi Hát Cùng Đam Mê không? Xin mời chị. Dạ vâng, và qua ca khúc vừa rồi thì Thu Hương cũng rất là mong tất cả anh chị em, người thân cũng như tất cả các quý khán giả. Xin mời đúng không ạ? Xin mời. Vâng, và xin mời quý vị cùng... Hãy đăng ký. Vâng ạ, xin mời quý vị hãy đăng ký với chương trình Hát Đam Mê. Hát Cùng Đam Mê. Hát Cùng Đam Mê.
Và cái chương trình này rất là tuyệt vời và mong quý vị sẽ nhanh tay và cũng như nhấn phím vật để đăng ký chương trình một ngày gần nhất để chúng ta sẽ được tỏa sáng trên sân khấu hát cùng đam mê cho nhau nghe. Và rất là mong quý vị sẽ bình chọn cho ca khúc Đêm Sông Cầu vừa rồi của Thu Hương. Và xin được cảm ơn rất là nhiều. Vâng, thưa quý vị, và số báo danh của chị Thu Hương là 015. Quý vị soạn tin nhắn OK dấu cách 015 gửi tới tổng đài 8577. Và chắc chắn rồi, đây là một cuộc thi, có thể nói là đây là một sân chơi đi chị, cho nó nhẹ nhàng đúng không? Đây là một sân chơi. Tất cả quý vị chỉ cần là những người thích hát, đam mê ca hát, hoặc là quý vị anh chị biết chơi bất kỳ một loại nhạc cụ dân tộc nào, hãy đăng ký để trở thành thí sinh của chương trình. Rất nhiều phần quà, rất nhiều giải thưởng hấp dẫn đang chào đón tất cả quý vị, anh chị và các bạn. Và thưa tất cả quý vị, các bạn thân mến, đồng hành với cuộc thi năm nay là nhà thuốc gia truyền Dư Ba. Và nhân đây, nhà thuốc gia truyền Dư Ba có trao tặng cho chị Nguyễn Thu Hương một phần quà. Xin chúc mừng chị. Dạ vâng, rất là cảm ơn quý vị cũng như cảm ơn nhà thuốc đã tài trợ cho sân chơi này, rất là bổ ích cho tất cả quý vị. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Uống thuốc khoảng độ 3 ngày bắt đầu chuyển bệnh. Khi 3 ngày chuyển bệnh thì bụng bắt đầu nhỏ dần, nhỏ từng ngày một. Bệnh nhân có thể nhìn thấy bệnh chuyển bệnh một cách rõ ràng lắm, chứ nó không lâu đâu. Mà cái sơ gan thì nói chung là trong vòng một tháng hầu như là khi bệnh nhân uống thuốc đúng chỉ định thì hầu như là bụng gần như bình thường. Nhà thuốc Đông y gia truyền Dư Ba sở hữu bài thuốc quý của dân tộc Sán Dìu, nhiều đời hành nghề y, chuyên điều trị các bệnh về gan như ung thư gan, gan nhiễm mỡ, sơ gan cổ trướng, viêm gan B, C, men gan cao bằng các thảo dược quý trên rừng được nhà nước cấp chứng chỉ khám chữa bệnh. Nhà thuốc có địa chỉ tại đường 310, thôn Mi Kỳ, xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Số hotline 0982 267 986. Trung tâm âm nhạc truyền thống Thăng Long, địa chỉ tin cậy cung cấp các nhạc cụ dân tộc tiêu chuẩn cao cho người dùng. Có chính sách bảo hành và vận chuyển nhạc cụ cho khách hàng ở xa. Ngoài ra, trung tâm còn tổ chức các lớp đào tạo sử dụng nhạc cụ dân tộc, các loại đàn, sáo, trống, phách cho những người yêu thích. Liên hệ điện thoại 0369 128 897, email nhipsongviet2016@email.com, fanpage Karaoke Việt Nam Online 2019.